mến chào các bạn, mình là ngôi nhà mơ ước một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Khi xây dựng nhà, cái việc mà các bà con mình cần phải có lưu ý, có quan tâm đó chính là việc lưu thông gió và ánh sáng. Đây cũng chính là một phần rất quan trọng đối với bất kể một cái ngôi nhà như thế nào các bạn. Và nhất là đối với những cái ngôi nhà phố thì cái phần lưu thông gió và ánh sáng này nó lại càng quan trọng hơn nữa. Và với những cái nhà phố này thì việc hạn chế chỗ cửa, chính vì vậy mà mọi người cần phải lưu ý quan tâm về việc mình sẽ chỗ cái giếng trời để giúp cho ánh sáng lấy từ trên xuống được tốt hơn. Và cái giếng trời là một cái bộ phận rất là quan trọng bên trong cái công trình nhà phố các bạn, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng, và mình sẽ ngập tràn gió và ánh sáng tự nhiên hết khi ở trong một cái ngôi nhà nó có cái giếng trời như thế này. Và đây chính là cái giếng trời mà bên đơn vị mình đã tư vấn và thực hiện cho một cái ngôi nhà phố ở Vĩnh Long các bạn. Và các bạn đang quan sát là cái giếng trời này vừa được hoàn thành xong các bạn. Về cái phần giá để mà hoàn chỉnh một cái giếng trời này thì nó cũng không có cao các bạn. Cái phần cái thép hợp thì nó khoảng 800.000 một mét vuông, độ kính cường lực thì nó là 400.000. Như vậy hoàn chỉnh một mét vuông vậy thì dao động của nó là khoảng chừng 1.2 triệu thôi các bạn. Nhưng mà cái hiệu quả của nó mang lại rất là đẹp. Thì như mình có nói thì các bạn thấy là nó đang cái độ cái bóng của nó phía bên cái bức tường bên đây. Và đây chính là cái ngôi nhà phố mà mình tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng cho chủ nhà ở Vĩnh Long các bạn. Sau khi hoàn thành xong thì cũng rất là đẹp, các bạn rất là hài lòng. Những cái phần cái chi tiết ở bên trong mặc dù rất là đơn giản nhưng mà cái hiệu quả của đang mang lại rất là cao. Cái điểm mà mình thích nhất ở cái giếng trời này là nó đổ bóng các bạn, đổ bóng theo thời gian và nó sẽ ẩn cái bóng của nó lên là bốn cái bức tường này. Đây cũng chính là một cái điều rất là thú vị mà mình cảm thấy rất là thích ở cái giếng trời này. Mặc dù cái chi phí bỏ ra đầu tư của nó là nó không có cao nhưng mà cái hiệu quả của nó mang lại thì rất là đẹp. Với những cái ngôi nhà phố mà mình bỏ qua không có làm cái giếng trời này thì ngôi nhà mình nó sẽ rất là tối, rất là bức bí. Và mình sử dụng những cái phần cái công năng ở bên trong thì mà bao giờ mình cũng phải mở đèn hết các bạn. Chính vì vậy mà cái giếng trời nó rất là quan trọng, và mình cũng khuyên bà con mình trong quá trình xây dựng không nên bỏ qua cái giếng trời. Cái giếng trời này về cái cách thực hiện thì nó cũng rất là đơn giản các bạn. Như các bạn đang nhìn thấy là mình sẽ làm một cái khung thép hợp sơn tĩnh điện, còn cái phía trên đó thì mình sẽ lợp cái kính cường lực các bạn. Còn nếu như kinh phí của mình hạn hẹp thì mình có thể điều chỉnh cái kính cường lực này thành cái tấm polycarbonate thì nó cũng rất là hợp lý. Các bạn đang quan sát là cái giếng trời mà sau khi hoàn thành xong các bạn, và tác dụng của nó là nó sẽ lấy ánh sáng từ trên xuống cho cái phần cái cầu thang này và giúp cho cái ngôi nhà này nó được trang ngập gió và ánh sáng tự nhiên luôn các bạn. Và ở đây thì nó sẽ gọi ánh sáng luôn xuống tới cái tầng trệt nha các bạn. Cái điểm hay nữa là khi mà cái ánh sáng cái mặt trời nó dội xuống đó, nó đổ cái phần cái bóng của cái khung thép hợp này lên trên cái vách tường các bạn. Đây là như các bạn đang nhìn thấy là nó sẽ cái đổ cái bóng của cái thép hợp này xuống, tạo ra một cái hình khối rất là đẹp các bạn, rất là tự nhiên. Và có thể là khi mà cái mặt trời các bạn thì nó sẽ điều chỉnh cái phần đổ bóng này qua cái vách tường ở bên trái, hoặc là qua cái vách tường bên phải, hoặc là qua cái vách tường không, nó sẽ rất là đẹp. Và tùy theo cái thời gian mà nó sẽ đổ cái bóng này tạo nên một cái hình khối đổ bóng rất là đẹp, rất là có duyên. Hy vọng rằng với cái vị trí giếng trời và tác dụng của giếng trời mà mình chia sẻ đến bà con mình, hy vọng rằng với cái phần nội dung ngắn này giúp cho bà con mình hoàn chỉnh một cái giếng trời được tốt nhất, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà mình nó được nhiều hơn. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.